Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau học sách tiếng Anh lớp 5, bài 16. Where's the post office? Post office là bưu điện, đúng không ạ? Where, giới từ, từ để hỏi ở đâu, bưu điện ở đâu. Ok, qua cái bài học này thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ biết thêm được tên của một số địa điểm này. Và thứ hai là khi chúng ta muốn hỏi đường thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi như thế nào, hoặc là cách để chỉ đường, đúng không ạ? Những cái từ giới từ chỉ vị trí đó thì là chúng ta sẽ chỉ đường cho người khác ạ. Khi chúng ta chỉ đường cho người khác thì chúng ta sẽ dùng những cái cụm từ như thế nào đấy, thì là những cái bài chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên ạ, look, listen and repeat. Lần đầu tiên cô mời các bạn sẽ cùng nhìn vào tranh và nghe. Ok, ready? Where's the post office? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Excuse me, where's the park, please? Go straight ahead. It's at the end of the street. Thank you. B. Excuse me, where's the toilet, please? It's over there, near the lake. Thanks a lot. You're welcome. C. Excuse me, is the museum near here? No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Thank you. D. Excuse me, where's the post office? Turn right. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot. You're welcome. Page 40. Activity 2. Point and... Okay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại này ạ. Okay, let's listen. Excuse me, where's the park, please? Go straight ahead. It's at the end of the street. Thank you. Xin lỗi, công viên ở đâu ạ? Okay, khi chúng ta hỏi về muốn hỏi về một cái địa điểm nào đấy, chúng ta sẽ dùng mẫu câu có từ để hỏi là where. Okay. Where's the park, please? Where cộng với động từ to be ạ, cộng với tên của danh từ, đúng không ạ? Tên của cái địa điểm mà mình muốn hỏi. Đấy. Và chúng ta sẽ thêm cái từ excuse me, một cách rất là lịch sự, xin lỗi. Làm ơn cho tôi hỏi công viên ở đâu ạ? Okay. Go straight ahead, đi thẳng. It's at the end of the street. Nó ở cuối của đường phố, con đường ấy, nó ở cuối đường. Okay. Thank you. Cảm ơn. Excuse me, where's the toilet, please? Xin lỗi. The toilet. Nhà vệ sinh công cộng ở đâu ạ? It's over there. Nó ở đằng kia. Near the lake. Gần cái hồ. Thanks a lot. Cảm ơn. You're welcome. Không có gì. Okay. Excuse me, is a museum near here? No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theater. Thank you. Xin lỗi. Bảo tàng có gần đây không ạ? Near here. Gần đây nha. No, it isn't. Không, nó không gần đây. Turn left. Rẽ trái. It's on the corner of the street. Nó ở góc của đường phố đấy. Nó ở góc của đường. It's on the corner. Corner. Lở góc, ví dụ có hai đường nó cắt nhau đúng không, tạo thành một cái góc đấy. Ok. Next to the theater. Gần cái theater là cái rạp hát đúng không ạ? Gần cái nhà hát. Ok. Excuse me, where's the post office? Xin lỗi. Cái bưu điện ở đâu ạ? Turn right, rẽ phải. It's between the supermarket and the cinema. Nó ở giữa. Chúng ta có cụm từ between and, between something and something, ở giữa cái gì và cái gì nha. Thanks a lot. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn bạn rất nhiều. You're welcome. Không có gì. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn một số cấu trúc câu ạ. Okay. Nha, chúng ta sẽ ôn một số cấu trúc câu nha. Okay. Đây là cái cấu trúc khi chúng ta muốn hỏi về cái vị trí, đúng không? Where cộng với to be cộng với chủ ngữ nha. Trả lời thì chủ ngữ cộng với to be cộng với trạng từ chỉ địa điểm, đúng không ạ? Okay. Go straight ahead, đi thẳng. Đây là cái từ chúng ta khi chúng ta chỉ đường cho ai đấy, đúng không? Đi thẳng. To be at the end of the street, ở cuối đường nha. To be over there, ở đằng kia. Turn left, right. Turn right. Turn left, rẽ trái, phải. Okay. To be on the corner of the street. On the corner of the street. Ở góc phố, đúng không? Góc giữa hai đường cắt nhau nha. To be between something and something. Okay. And đây là danh từ nha. Be này cộng với between cộng với một cái địa điểm này. Một điểm thứ nhất và điểm thứ hai thì là ở giữa hai cái địa điểm nào đấy, đúng không? Ở giữa. Okay, between and. Park, công viên. Toilet, nhà vệ sinh công cộng. Museum, bảo tàng. Theater, rạp hát. Post office, bưu điện. Supermarket, siêu thị. Okay. Cinema, rạp chiếu phim. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. Khi mà chúng ta đáp lại một cái lời cảm ơn nha, thì chúng ta sẽ dùng từ you're welcome, không có gì. Ok, các bạn nhớ nhé. Đây là một cái phần cấu trúc cũng quan trọng và có thể có trong các bài kiểm tra đấy. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Point and say. Ok, chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và nói ạ. Let's listen first. Hãy nghe trước ạ. Excuse me, where's the bus stop? It's next to the stadium. A. Bus stop. Next to. Stadium. B. Pharmacy. Opposite. Market. C. Theatre. Between. Cinema. Supermarket. D. Museum. On the corner of the street. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc nha. Excuse me, where's the? Thì đây chúng ta sẽ cộng với một danh từ, đúng không ạ? Ok, cái gì đấy ở đâu ạ? Xin lỗi, cho tôi hỏi. Nào, ok. It's. Ở đây chúng ta sẽ cộng với một cụm trạng từ nha. Trạng từ nha. Ok, đầu tiên bức tranh A. Bus stop. Bus stop. Điểm dừng xe buýt. Next to. Ở cạnh. Stadium. Ở cạnh cái gì đây nhỉ? Stadium. Stadium. Sân vận động. Đúng không ạ? Ok. Pharmacy. Pharmacy. Đây là hiệu thuốc nha. Opposite. Opposite. Ở đối diện nha. Market. Market. Cái chợ. Ok. Cái hiệu thuốc thì đối diện cái chợ, đúng không ạ? Theater. Theater. Nhà hát. Between cinema and supermarket. Ở giữa cinema. Cinema. Lạp chiếu phim và supermarket. Siêu thị. Ok. Museum. Museum. Bảo tàng. On the corner of the street. On the corner of the street. Ở góc của đường phố, đúng không? Ở góc của đường đây. Hai cái đường cắt nhau đây ở cái góc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái mẫu câu này và thực hành. Ok. Ok, ví dụ bức tranh đầu tiên.
Excuse me, where's the bus stop? It's next to the stadium. It's next to the stadium. Okay. Next one. Bức tranh thứ hai. Excuse me, where's the pharmacy? It's opposite to the market. Chúng ta có cái cụm từ là opposite. Opposite to something. Đây, câu trả lời khi mà opposite thì nó sẽ không có giới từ to các bạn nhé. Câu trả lời là it's opposite the market. Okay. Xin lỗi, cái hiệu thuốc ở đâu ạ? Nó đối diện cái chợ đúng không ạ? Excuse me, where's the theater? Cái rạp hát ở đâu ạ? It's between the cinema and supermarket. Nó ở giữa cái cinema, rạp chiếu phim và siêu thị đúng không ạ? Excuse me, where's the museum? It's on the corner of the street. Nó ở góc đường. Okay. Okay. Và đây là cái đoạn mà cô đã ghi ra cho các bạn. Cái phần này chúng ta ở cái phần này thì chúng ta thay, đúng không? Thay danh từ này, rồi trạng cụm trạng từ vào này, đúng không? Và bên này các bạn có thể tham khảo bên này nha. Có thể nhìn bên này thì nó sẽ rõ hơn nha. A, B, C, D. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ xong phần thứ 3. Let's talk. Ok. Ask and answer questions about directions. Hỏi và trả lời câu hỏi về vị trí. Directions. Where's the? It's next to. Opposite. It's between and. Nó thì ở bên cạnh này. Opposite, đối diện này. It's between and. Nó ở giữa cái gì đấy và cái gì đấy nha. It's on the corner of. Nó ở on the corner. Ở góc của cái gì đấy nha. Turn right, left. Rẽ phải, rẽ trái. Đó. Đó là cái cách hỏi và cách chỉ đường, đúng không ạ? Listen and tick. Nghe và tick vào. Bài thứ tư. Okay, chúng ta sẽ nghe và tick vào đáp án đúng nha. Ở đây có mấy địa điểm đây? Có 4 địa điểm đây. The museum, bảo tàng. The supermarket, siêu thị. The bus stop, trạm xe buýt này. The post office. Post office. Đây là cái bưu điện đúng không ạ? Đầu tiên nha. Opposite the pharmacy, đối diện cái hiệu thuốc. Between the supermarket and the cinema, ở giữa cái siêu thị và rạp chiếu phim đúng không ạ? Next to the stadium, ở bên cạnh cái sân vận động. Go along the street and turn left, đi dọc theo ngõ đường và rẽ trái. Đấy, thì là bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhá. Đầu tiên cô sẽ dành thời gian cho các bạn tự nghe và tích đáp án vào, sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra nhá. 41. Activity 4. Listen and tick. 1. Where's the museum? I'll take you there. Is it far? No, not at all. It's next to the stadium. We can walk. 2. Where's the supermarket now? Is it far from here? Not very far. Go along the street and turn left. Okay, let's go there. 3. I want to buy some presents. Okay, let's go to the souvenir shops. Are they far from here? Yes, they are. We'll go by bus. Where's the bus stop? It's opposite the pharmacy. 4. I'd like to send these postcards.
Where's the post office, Mum? Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot, Mum. You're welcome. Ok, cô tin là các bạn cũng đã tích được vào những đáp án mà mình cho là đúng rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa và kiểm tra nha. Activity 4. Listen and tick. 1. Where's the museum? I'll take you there. Is it far? No, not at all. It's next to the stadium. We can walk. Okay, chúng ta có thể nghe là it's next to the stadium. We can walk. Nó ở bên cạnh cái nhà thi đấu, chúng ta có thể đi bộ đúng không ạ? Okay. Next to the stadium. Nghe tiếp ạ. 2. Where's the supermarket now? Is it far from here? Not very far. Go along the street and turn left. Okay. Where is the supermarket? Is it far from here? Not very far. Go along the street and turn left, right? Okay, let's go there. 3. I want to buy some presents. Okay, let's go to the souvenir shops. Are they far from here? Yes, they are. We'll go by bus. Where's the bus stop? It's opposite the pharmacy. Where is the bus stop? It's opposite the pharmacy, right? Okay. 4. I'd like to send these postcards. Where's the post office, Mum? Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot, Mum. It's between the supermarket and the cinema, right? Okay. Mà tiếp theo nào. Look, read and complete. Nhìn tranh, đọc và hoàn thành. Use one of the words, phrases, twice. Dùng một trong những từ hoặc là cụm từ twice. Hai lần đúng không? Đấy. Từ chúng ta thấy lấy làm ở đây 1 2 3 4 có 4 cụm từ cùng từ nhưng mà đây có 5 câu thì chúng ta sẽ cùng dùng một trong những cái này hai lần nha. Và đây là cái sơ đồ ạ. Ok. Nên chúng ta sẽ đây, đọc các từ between ở giữa đúng không? On the corner. Ở góc. Opposite. Opposite. Đối diện. Next to. Cạnh. Ok. The theater is the stadium. The theater. Bây giờ cô sẽ dành thời gian cho các bạn tự làm trước đã nha. Rồi các bạn, trước tiên các bạn sẽ tự làm bài này trước vào vở nào. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check lại nào. The theater is the stadium. Nhìn vào cái tranh này này. Theater ở đâu ạ? Theater ở đây đúng không? So với stadium, stadium ở đây đúng không ạ? Hai cái này thì nó như thế nào? Đối diện đúng không ạ? Is opposite. Opposite. Okay, opposite. Okay, the cinema is cinema. Rạp chiếu phim. Where is cinema? Okay, cinema ở đây đúng không ạ? The theater and the supermarket. Theater and supermarket. Thì làm chiếu phim nó ở giữa đúng không? Is between. Okay. Next one, number 3. The stadium. Sân vận động. Is of the street. Okay. Đã có cụm từ gì nhỉ? Stadium. Let's xem stadium ở đâu các bạn nhỉ? Đây, ở đây. Thì nó ở góc đường đúng không? Is on the corner. Ừ,
Nhà ở góc của đường nha. Bus stop 1. Bus stop 1. Ở đâu các bạn, bus stop 1 đâu nhỉ? Bus stop 1. Đây đúng ạ. Bus stop 1 đây đúng ạ. Is bus stop 2. Bus stop 1 và bus stop 2 thì như thế nào với nhau nhỉ? Is opposite, right? Thì đối diện với nhau qua cái đường này đúng không ạ? Opposite. Okay, the post office is bus stop 1. Bus stop 1 and post office. The post office, cái bưu điện thì ở cạnh cái bus stop 1 đúng không? Is next to. Okay. Six, let's sing. Where's the bus stop? Okay, now everyone, let's listen. Welcome. Page 41, activity 6. Let's sing. Where's the bus stop? Lesson 2. Phần tiếp theo, lesson 2. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Okay. First, let's listen. Activity 1. Look, listen and repeat. A. How can we get to the zoo, Nam? You can take a bus. B. Where's the bus stop? Go out of this building, turn right, it's on the next corner. C. What bus goes to the zoo? You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance. D. It's very kind of you, Nan. Thanks a lot. You're welcome. Page 4. Okay. Now let's listen and repeat one more time. Okay. How can we get to the zoo, Nam? How can we get to the zoo, Nam? You can take a bus. You can take a bus. À, câu này có nghĩa là chúng mình có thể đến sở thú bằng cách nào hả Nam? How, như thế nào nhá? Bằng cách nào? Khi chúng ta hỏi đường, chúng ta còn có cách thứ hai nữa. Đấy là how can we get to somewhere. Đấy, chúng mình có thể đến sở thú bằng cách nào hả Nam? You can take a bus. You can take a bus. Bạn có thể đi bằng xe bus. Okay. Where's the bus stop? Okay, thì cái trạm dừng xe bus ở đâu? Go out of this building. Turn right. It's on the next corner. Go out of this building. Đi ra khỏi tòa nhà này. Turn right. Rẽ phải. It's on the next corner. Nó ở bên góc đường thứ hai. Okay. Nó ở góc. The corner. Next. Tiếp theo đúng không? Nó ở góc đường phố đấy. Nó ở cái góc tiếp theo đấy. What bus goes to the zoo? Xe buýt nào đi đến sở thú? You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance. Bạn có thể bắt cái xe buýt số 22. It stops, nó dừng right at the zoo entrance. Nó dừng ngay ở cái zoo entrance, ở cái cổng của sở thú luôn. It's very kind of you, Nam. Thanks a lot. Ôi, bạn thật là tốt bụng Nam, cảm ơn rất nhiều. You're welcome, không có gì. Okay. Chúng ta thấy có hai cách
khi mà chúng ta muốn hỏi của một địa điểm nào, đúng không? Ở cái bài lesson 1 thì chúng ta đã học cái câu là where's for example, where's the post office, cái bưu điện ở đâu, đúng không ạ? Ok, còn một cách thứ hai là how can we get to the post office, chúng mình có thể đến bưu điện bằng đường nào, bằng cách nào hả Nam? Ok, bài thứ hai ạ. Point and say, chỉ và nói. Đây cái mẫu câu này, how can I get to somewhere nha, cộng với một cái danh từ địa điểm nha. You can't, bạn có thể nhớ đi như thế nào đấy. Được chưa, chỉ đường. Ok, A, the post office. The post office, walk for 5 minutes. Bưu điện thì đi bộ khoảng tầm 5 phút. Ok, now let's listen first. Activity 2. Point and say. How can I get to the post office? You can walk for 5 minutes. A. The post office. Walk for 5 minutes. B. Phu Quoc Island. Take a boat. C. Sapa. Take a coach. D. Ho Chi Minh City. Go by plane. Ok. How can I get to somewhere? Tôi có thể đi đến đâu đấy bằng phương tiện gì? Như thế nào, đúng không? Đây chúng ta dùng để hỏi cái phương tiện khi mà mình đi đến nơi đấy, đâu đấy. Đúng không? You can go by coach, or you can take a boat. Đây là khi mà chúng ta hỏi và trả lời về cái phương tiện để đi đến đâu đấy nhá. A. The post office. Walk for 5 minutes. Bước đến bưu điện thì đi bộ 5 phút. Ok. Phú Quốc Island. Đảo Phú Quốc. Take a boat. Boat. Take a boat. Đi bằng thuyền, đúng không ạ? Sapa. Take a coach. Đi đến Sapa thì đi bằng gì đây? Coach. Đi bằng một toa. Đi bằng tàu, một toa xe lửa. Take a coach. Đi bằng một toa xe lửa nha. Hồ Chí Minh City. Thành phố Hồ Chí Minh. Go by plane. Đi bằng máy bay. Ok. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thay những cái địa điểm này và những cái cách đi đến này, hoặc là những cái phương tiện vào đây để người ta hỏi và trả lời nha. For example, how can I get to the post office? You can walk for 5 minutes. How can I get to Phú Quốc Island? You can take a boat. How can I get to Sapa? Sapa, you can take a coach. How can I get to Ho Chi Minh City? You can go by plane. Okay, next. Let's talk. Ask and answer questions about how to get to these places. Hỏi và trả lời những câu hỏi về cái cách để đến được những địa điểm sau đây. The post office, the supermarket, the cinema. Cinema. Hà Nội, Hồ Chí Minh City, Singapore. Okay. Chúng ta dùng một mẫu câu đã học và thực hành với cùng với bạn của mình ạ. Ta chuyển sang phần tiếp theo. Nha, 4. Listen and write one word in each box. Nghe và viết một từ in each box vào mỗi cái ô ở trong cái bảng này, đúng không ạ? Ok, đây ở đây chúng ta có những cái phương tiện. The first airplane. Bus. Bài thứ tư ạ. Chúng ta sẽ nghe và viết một từ để hoàn thành những cái ô trong bảng này, đúng không ạ? Đây là những tên phương tiện nhá. The first airplane. Airplane.
bus, train, boat, this one, taxi, walk, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi bộ ạ. How can they get there? By. Okay, by thì ở đây chúng ta sẽ by foot, okay, on foot. Rikiko, Tony, Mai and Linda. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Cô sẽ dành thời gian cho các bạn nghe và làm, các bạn tự làm trước, sau đó chúng ta sẽ cùng check cùng với nhau ạ. Box 1. I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai? You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Great idea. Thanks a lot, Mai. You're welcome. 2. Where's West Lake, Nam? Is it far from here? Yes, quite far. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a taxi. 3. Where are you going next weekend, Mai? I'm going to Hau Giang Province. Is it far from Ho Chi Minh City? Yes, quite far. How are you going to get there? I think I'll go by coach. 4. I have some friends in Ho Chi Minh City. I'm going to see them next Sunday. How are you going to get there? By plane. Great. It's faster than by coach or train. Have a nice trip. Thanks, Mai. Page 44. Lesson. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một lần nữa, nghe và check lại đáp án nha các bạn nha. D. Activity 4. Listen and write one word in each box. 1. I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai? You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Okay, you can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Okay, by boat. Yeah, bằng thuyền. Idea. Thanks a lot, Mai. You're welcome. 2. Where's West Lake, Nam? Is it far from here? Yes, quite far. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a taxi. You can take a taxi, okay? Taxi. 3. Where are you going?